Chủ tịch tổng tài, tối diễn vết bảnh bao dạy làm giàu, sáng dậy xách dép lào đi cướp. Nhắc đến chủ tịch tổng tài, hẳn là cô nàng nào cũng đang mường tượng ra một chàng trai cao trên 1m8, thân hình bảnh bao, khuôn mặt lạnh lùng. Nghĩ thôi thì cũng đã khoái khoái. Thế nhưng mà rất tiếc, có lẽ là những anh chàng như thế chỉ văn võ song toàn khi ở trên phim hoặc là ở tiểu thuyết mà thôi. Còn ở Việt Nam, một vị tổng tài lại khiến dân tình ngã ngửa, khiến bao nhiêu cô nàng tỉnh mộng vì bị phát hiện. Tối thì giao giảng đạo lý, sáng ra thì lại dậy đi cướp. Mới đây, khoảng 6 giờ 30 tại đoạn trung tâm nhân đạo quê hương, phường Tân Đông Hiệp, Dị An, Bình Dương đã xảy ra một vụ cướp vô cùng táo tợn. Một thanh niên đi xe Exciter đã giật dây chuyền của người đi đường rồi dùng nhiều vũ khí nguy hiểm để chống trả lại quần chúng nhân dân khi bị đuổi theo. Nhưng chạy được ra 3 mét thì do là chẳng có gì có thể khuất phục được lòng dân ý đảng nên là kẻ gian đã bị tóm gọn ngay lập tức và được tặng luôn một vé mời lên đồn không rõ thời hạn. Được biết, trái với bộ dạng thảm hại này, người này trên mạng lại là một vị lãnh huyết tổng tài, thường chụp ảnh tại các văn phòng uy nga bề thế. Ngoài ra, ngài chủ tịch còn chuyên dạy kinh nghiệm thương trường và kinh nghiệm cuộc sống. Y còn là một ông hoàng ngôn từ, chúa tể lươn lẹo khi có thể đổ gục mọi trái tim chỉ bằng đôi ba lời ong bướm đường mật. Phía dưới sự việc này, hàng ngàn bình luận đã được để lại. Chủ tịch già nghèo thử lòng dân và cái kết đi tù thật. Anh làm chủ tịch vì đam mê thôi. Khả năng chủ tịch đang trải nghiệm cuộc sống tù đầy để có thêm kiến thức truyền cho các lứa chủ tịch tiếp theo ấy mà. Chuyến thăm quan nhà tù lần này của chủ tịch dự kiến kéo dài khoảng 3 năm, nên nếu là không có gì thay đổi, 2025, chủ tịch sẽ lại tái xuất với nhiều góc chụp tinh tế hơn. Tuổi trẻ đúng là có quyền cháy hết mình vì đam mê, nhưng mà nhớ dậy sớm để thành công chứ đừng đi cướp nha.